Thế giới tôn giáo đại đồng không nên phân tranh. Tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp, để cứu chúng sinh lìa khổ tới chỗ an vui, cho nên ngày ngày giảng kinh thuyết pháp để quý vị khai mở trí huệ, hiểu lẽ nhân quả báo ứng, một sự thật trăm vạn lần đích xác. Hãy nhớ kỹ, không thể đi sai nhân quả, nếu không ắt đọa địa ngục, vĩnh viễn không lấy lại được thân người. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa giảng cho các quý vị về lợi ích của người nghe kinh. Nghe kinh để hiểu chân lý một cách minh bạch, đạo lý nào chưa hiểu sẽ được sáng tỏ. Hiểu rồi, lúc đó mới theo pháp mà tu hành và đạt được sự an vui chân chính. Tuần tự theo bốn bước tín, giải, hạnh, chứng mà tiến tới sẽ có cơ đạt tới cứu cánh. Chúng ta nếu hiểu được vấn đề này, ắt phải coi trọng Phật giáo, ắt phải ủng hộ Phật giáo, khiến Phật giáo mỗi ngày một lớn mạnh huy hoàng. Kế tục huệ mạng của Phật giáo chính là trách nhiệm của Phật giáo đồ. Bất cứ tôn giáo nào cũng nhằm vào hạnh phúc của chúng sinh, chứ không gây sự phiền hà. Đối với bất luận tôn giáo nào, chúng ta cũng không mang thành kiến, không bao giờ phê phán các tôn giáo khác là không cao minh bằng Phật giáo. Chúng ta phải lấy câu đạo tịnh hành bất tương bội làm nguyên tắc, phải nghiên cứu ý nghĩa các thứ tôn giáo để biết chỗ nào là sở trường, chỗ nào là sở đoạn, chọn lấy cái gì hay để phát huy, để noi theo, nếu không sẽ bị thời gian đào thải. Có người hỏi tôi, ông thuộc tôn giáo nào? Tôi bảo tôi thuộc tôn giáo của chân lý, tôn giáo của người, tôn giáo của chúng sinh, tôn giáo của đại chúng. Bởi chúng sinh là người, người có thể thành Phật, cho nên Phật giáo là tôn giáo của người, tức là tôn giáo của chúng sinh. Phật giáo bao trùm cùng tận hư không khắp các pháp giới. Chúng ta phải nhận rằng hết thảy mọi thứ tôn giáo đều nằm trong Phật giáo, là một bộ phận của Phật giáo. Có điều, các tôn giáo họ không thừa nhận như vậy, đó là chuyện riêng của họ, chúng ta bất tất phải bàn đến. Điều cần là chúng ta hãy mở rộng bao la cái tâm lượng của chúng ta, bao quát cả vạn hữu, tận hư không biến pháp giới đều là sự biểu hiện của chân lý. Xin quý vị lưu ý cho, từ nay về sau chúng ta sẽ không phân biệt tôn giáo này, tôn giáo kia. Họ phân biệt nhưng chúng ta không phân biệt. Phải có lòng như vậy mới có sự vui vẻ. Mày, bà nói bà hay, cùng nhau tranh luận chẳng hay ho gì. Chân lý là không sợ thử thách. Khoa học càng tiến bộ càng chứng minh rõ chân lý của Phật giáo. Người ta thường nói, vàng ròng không sợ lửa lò, càng luyện càng sáng nước, càng đẹp mắt. Nơi chánh pháp trụ thế. Nước sông Ni La vẫn chảy hàng ngày, vạn Phật thánh thành vẫn hàng ngày giảng pháp. Bởi nguyện cho chánh pháp trụ thế, nguyện chuyển thời mạt pháp trở thành chánh pháp, cho nên ngày ngày phải giảng kinh thuyết pháp, không có lúc nào là ngưng nghỉ. Để tiếp tục huệ mạng Phật, để hoằng dương Phật giáo cho huy hoàng, để cho pháp âm truyền bá khắp thế giới, khiến cho đông đảo chúng sanh được nhiều lợi lạc, mà vạn Phật thánh thành phải đứng ra làm Phật sự, nhận lãnh trách nhiệm này. Do đó, vạn Phật thánh thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế. Phàm những ai trú tại vạn Phật thánh thành đều phải có thiện căn thâm hậu, nếu không sẽ không trú được chỗ này. Có được hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, ắt chúng ta phải cố gắng tu đạo, dụng công làm việc đạo, phải ráng chịu khổ, chịu cực, phải có tâm khí không lay chuyển, phải có ý chí sắt đá mới đủ khả năng gánh vác việc đạo. Và hoằng dương chánh pháp tại các nơi, cải thiện lòng người, đó là sứ mạng của Phật giáo đồ vậy. Có người do đức hạnh chưa đủ, thiện căn còn mỏng, nên sau khi đến vạn Phật thánh thành, thì ngày ngày chất đầy vọng tưởng, thấy ở đây quá khổ sở, mỗi ngày ăn một bữa, cơm nước đạm bạc, công khóa nặng nề, quy củ nghiêm ngặt, tự cảm thấy không chịu nổi, và cuối cùng không qua được thử thách, bèn đổi ý không ở nữa, phải bỏ nơi thanh tịnh này. Vạn Phật thánh thành là đạo tràng chuyển bánh xe chánh pháp tại Tây Phương, không có ngày nào mà ở đây không dụng công, mưa to gió lớn cũng vẫn dụng công làm việc đạo, không bao giờ gián đoạn, người có đạo tâm đến đây thì cảm thấy đúng là chỗ họ phải tới, còn người không có đạo tâm đến vạn Phật thánh thành như cảm thấy như ngồi trên tấm thảm đinh, không lúc nào an ổn. Cùng một nơi mà hai cảnh giới, chẳng qua vì thiện căn khác biệt, có nông có sâu. Người ở vạn Phật thánh thành đều có khả năng chịu khổ chịu cực, ai ai cũng phát bồ đề tâm, vì đều là những Phật giáo đồ chân chính. Ngày ngày họ chiến đấu với gian khổ vì pháp quên mình, người chuyên về phiên dịch thì suốt ngày cặm cụi chẳng vì danh hay vì lợi. Nay đương thời pháp hội hoa nghiêm,
buổi tối nào cũng có khóa giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Pháp sư Hằng Thật chủ giảng, chưa có lúc nào ngưng nghỉ, đó chính là hiện tượng chánh pháp trụ thế. Có người đến Vạn Phật Thánh Thành bèn có cảm tưởng quen thuộc như khi trở về tới nhà của mình, không muốn bỏ đi nơi khác. Ấy cũng vì Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chính pháp, là nơi pháp hỷ sung mãn. Vị thân sinh của một vị tu ở đây, Liêu cư sĩ, đã từng nói như sau: người đến Vạn Phật Thánh Thành này, xấu đến đâu cũng thành tốt, muốn xấu lại cũng không được nữa. Phải là người đã từng trải trong xã hội mới có những nhận định như vậy, thật là đáng quý. Niệm khởi tức giác, giác rồi tức không. Người nào trụ tại Vạn Phật Thánh Thành nhất định phải thật lòng tu đạo, từng thời từng khắc phải hồi quang phản chiếu, kiểm thảo thân tâm mình, coi có phạm vào năm giới cơ bản là sát, đạo, dâm, vọng, tửu, chăng. Phải cẩn thận giữ giới từng giờ từng khắc, phải khẩn thiết tu và lấy chuyện của hai vị hành giả Tam Bộ Nhất Bái, ba bước một lạy để làm gương học hỏi. Từng thời từng khắc quý vị hãy tự xét về mình, không để vọng tưởng dấy lên. Cũng có lúc vọng tưởng đến, nhưng họ tỉnh ngộ tức thì, biết là sai, bèn thâu hồi ngay vọng tưởng. Niệm khởi tức giác, giác rồi tức không. Khi đã giác, đã biết thì chẳng có gì nữa. Tại sao có vọng tưởng? Bởi chưa phá được cánh cửa của cảnh giới, sáu trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do đó, mắt bị sắc trần ô nhiễm, tai bị thanh trần mê hoặc, mũi bị hương trần dụ, lưỡi bị vị trần sai khiến, thân bị xúc trần làm say đắm, ý bị pháp trần động, tất cả đều bị điên đảo bởi sáu trần. Nếu như tâm giác ngộ thì có thể lấy ra được gốc rễ của vọng tưởng, nếu tâm không bị sáu trần làm cho rối loạn thì chứng được sơ quả A-la-hán. Niệm khởi tức giác, giác rồi tức không. Tiếp theo, người chứng được sơ quả, mắt thấy sắc nhưng chuyển được sắc trần, tai nghe âm thanh nhưng chuyển được thanh trần, và cũng như vậy đối với các căn khác. Câu nói bất nhập thanh hương vị xúc pháp là nghĩa không hề bị một trần nào dao động. Lúc đó, danh không lay chuyển được, lợi không lay chuyển được. Đối với hết thảy mọi thứ, lòng không bị động. Cũng như ý nghĩa câu, nhãn quan hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất chi. Tức là, mắt nhìn hình sắc nhưng bên trong không có gì, tai nghe chuyện mà tâm không hay biết. Có câu, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Không có lúc nào mà ngoại vật làm cho tâm dao động, không có khắc nào bị mê hoặc trước ngoại cảnh. Khi nào đạt được cảnh giới này, vẫn phải nỗ lực dụng công, không thể giải đãi. Nếu có chút lười biếng, căn bệnh cũ lại tái phát, cho nên người tu đạo phải tiếp tục gắng gỏi, dũng mãnh tinh tấn, chỉ biết tu hành, không sinh vọng tưởng, đó mới là cách dụng công chân chính. Có người ở đây không dụng công tu hành, chỉ làm theo người khác, đó chỉ là sự a-dua. Thấy người ta niệm Phật, mình cũng niệm Phật, tại sao phải niệm Phật? Không biết. Thấy người ta lạy Phật, mình cũng lạy Phật, rồi cũng không biết vì sao mà lạy. Cho đến tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, đại khái không hiểu nghĩa lý gì hết. Hồ đồ như vậy đúng là thực bất chi kỳ vị, quả là uổng phí thời gian. Tu đạo như vậy thật đáng thương.